5 yên hả? 5 yên, để giữ 5 yên vậy. Qua vô. Kìa đấy, anh em hết vậy. Gần quá không thấy hết đâu. Câu này mình sớt sớt qua hai bên đi, hai dĩa cho tụi nó ăn. Rồi đổ hết rồi. Quá tuyệt vời. Mập ghê mấy con này. Ru ti là hết sảy. Nó ở trong cái nhà. Tao bịt lại đâu có cho nó vui vẻ đâu. Ở bên kia trang trí rất là đẹp. Ở đây gào hết nha mọi người, để đừng có cho nó vô á. Đây, cho bồ câu ạ. Ở đây là ô sự Canon ở Nagoya nha mọi người. Quá trời. Mọi người bỏ tiền vô đây 50 yên. 50 yên một dĩa vậy, 50 yên. Bộ con này dạng á. Dễ vậy. Dĩa đá dễ gì khôn lắm. Ăn cho anh hai mua dĩa. Anh hai mua dĩa đi, mua dĩa cho anh ăn đi. Mua ghê lắm, kệ đi, cõi cao khác kìa. Đây anh hai tới, anh hai cho một con ăn, nó bù dữ lắm. Xích ra đây nha. Xích ra đây nè. Rồi. Wow. Rồi. Hết đó hả? Nhanh cái gì? Quá nhiều. Hồi nãy thấy ít mà ai ngờ nó nhiều ha. Đây là cái chùa. Bạn nào ở Nagoya thì đến đây chơi nhé.
cửa.